Và các bạn ơi, hôm nay bạn Ken được nghỉ, hôm nay bạn Ken được đi chơi biển nha. Rồi, bây giờ con mở cái hộp đồ chơi này ra đi. Wow, đây là đồ chơi xe mà có quá trời hình nè. Hình gấu này, hình bằng chân luôn nè các bạn ơi. Rồi, bây giờ mở ra chơi nha. Rồi, con đổ ra. Rồi, bạn Ken đổ đồ chơi ra đi. Wow. Đúng rồi hả? Ôi. Các bạn ơi, đây một chiếc xe. Đây là xe mà vừa ủi đất rồi vừa múc cát được luôn. Rồi đây các bạn ơi, dưới xe con để hả? Đây các bạn, đây một cái vỏ ốc nè. Và còn đây là con cua khổng lồ luôn. Ghê chưa? Còn đây là cái đầu cào đất nè. À, cái này là con gì ta? Đây một con chim gì ngộ dữ hả? Rồi bây giờ bạn Ken sẽ bỏ cát vô hình con cua, nặng hình con cua cho chúng ta xem nha. Đây ba làm phụ nha, đây là con cá rồi các bạn ơi. Wow. Rồi bây giờ bỏ cát vô con cá này coi. Đây. Con xong chưa? Ba xong rồi nè. Ôi. Rồi ảnh xuống nha. Wow, đây một con cá. Trời ơi, con cá này nó hư luôn rồi. Nãy quên nói nữa các bạn, đây là cái cây kiếm nha. Tự nhiên cái bạn Ken là thích chơi cây kiếm nên mua nguyên cây kiếm luôn. Đây cây kiếm màu đỏ, kiếm nhật luôn. Rồi bạn Ken đang xúc cát bỏ vô con cua nha. Đây là bộ đồ chơi, đồ chơi cát chơi trên biển nè các bạn. Đây là cái bàn chân nha, mình bỏ cát vô bàn chân thử. Wow, đây. Wow, biển đập quá trời luôn nè. Con làm được mấy con rồi Ken? Hả? Con làm được mấy con rồi? Con làm xong rồi đó. Con làm xong con cua rồi hả? Rồi các bạn ơi, đây cái bàn chân đã xong rồi nè. Rồi con ơi, con cua các bạn Ken đã xong rồi. Quá wow, đây ảnh ra coi. Ơi nó dính luôn rồi. Bạn Ken chế nước vô dính luôn rồi các bạn ơi. Quá wow, nó gõ nó ra. Đây con cá nè, đây con cá nè, gõ ra. Quá wow, rồi gõ mạnh lên. Ơi quá wow, còn rồi con cua. Rồi con cua hư rồi, bạn Ken chơi dính cát này là nó hư luôn rồi. Rồi con bỏ bàn chân ra đi. Wow. Wow, nước nó lên nè. Nước nó lên luôn. Thôi giờ mình đào cái hố đi, mình bỏ mấy con này xuống mình nuôi nó đi. À, đây múc nước bỏ vô cái chậu bông đi. Rồi đổ nước thôi. Đây. Rồi con đem mấy con kia lên đây. Mình bỏ xuống mình nuôi nó nghe. Con ốc hả? Tôm nữa hả? À, tôm nữa hả? Rồi bây giờ xúc cát bỏ xe đi. Bỏ xe mình xây cái chuồng mình nuôi cá. Mình làm cái ao mình nuôi cá đi. Rồi các bạn ơi, bây giờ bạn Ken sẽ dùng một cái đào một cái ao nuôi cá nha. Wow, con tôm này nó bự quá trời. Đây là một tôm màu xanh bự quá, dính cát quá trời luôn rồi. Cái này mình lấy cát lấy đồ hoặc là cái động lực á, mình nặng nó dễ hơn các bạn. Còn cát biển này nó ướt quá làm không có được, khó quá. Rồi xe cát đầy chưa bạn Ken ơi? Chưa đầy hả? Rồi đầy chưa, mình xây lâu đài đi. Đầy chưa con? Rồi đầy hả? Rồi đưa đây. Chạy qua đây. Rồi đổ xuống đi.
Rồi bây giờ mình làm cái hàng rào nha các bạn, làm cái hàng rào cho nước biển nó không vô để mình nuôi mấy con cá này. Rồi trong thời gian bạn Ken đào đất vô xe, mình sẽ be cái này là nước biển nó vô nè các bạn. Hồi đó nước biển nó chạy vô đó. Rồi be bờ lại cho biển nó không vô. Rồi bây giờ mình sẽ đào cái hố này nha. Đào cái hố này cho nó sâu sâu lên chút. Rồi cho nước nó lên rồi cái mình bỏ mấy con này xuống mình nuôi. À, quá wow, nước biển nó vô. Ken có xúc tới đâu rồi? Xúc tới đâu rồi? Ba đang đào cái ao. Ba đào cái ao ba nuôi mà. Ba đem cát qua đây con đổ đi. Đổ làm cái ao. Đây là chưa đầy mơ, đầy lên đi rồi đem qua đây. Và wow, các bạn ơi, cái ao nó sâu rồi nè. Quá wow. Rồi đưa xe đi, chạy qua đây. Bé cái bờ lại chứ để nó nước biển nó vô á. Wow, cát của bằng Ken ướt quá. Uầy. Rồi xong rồi bạn Ken ơi, tiếp đi. Rồi các bạn ơi, đây cái hồ sắp xong rồi, bây giờ mình bỏ con cua xuống nha. Rồi đây một con cua. Quá wow, một con ốc luôn. Đây bỏ một con chim xuống luôn và cho con cá nó bơi luôn nè. Đây à, một chú voi nữa. À, một chú voi màu đỏ. Wow. À, một chú gấu luôn. Đây một chú gấu màu hồng. Bạn Ken đang múc cát các bạn ơi. Bạn Ken con đừng có múc nước vô nghe, múc nước vô là nó lâu đầy lắm á. Quá wow, xe bò kìa Ken ơi. Quá wow, các bạn ơi, xe bò. Wow. Con đi xe bò không? Chúc con lên xe bò chơi không? Con lên xe bò chơi không? Phải dẫn con lên xe bò chơi. Không hả? Con sợ bò hả? Đầy chưa con? Chưa đầy hả? Rồi ba be bờ lên nè, xong một cái hố rồi nè. Đây. Wow. Đây các bạn ơi, một cái ao nuôi thủy hải sản nha. Rồi con đổ vô đi. Rồi bà đổ nước vô nè. Con đừng có múc xuống đây, con múc xuống là nó tèn lên á.
này két á, bè bờ lại. Ừ, bè bờ lại. Rồi con đổ ra đi, ba kiều xuống cho. Đổ ra. Wow, két này cứng quá các bạn ơi. Rồi bạn két ơi, xong rồi. Các bạn ơi, như vậy là bạn Ken đã đào xong một cái hố nuôi ngang. Đây nuôi mấy con vật dưới biển. Cua biển nè, gấu nè, rồi ốc nữa. Rồi voi luôn. Và con cá luôn. Rồi đây là con chim nữa. Rồi như vậy là chào tạm biệt các bạn nha. Hẹn các bạn video lần sau. Bye bye.